Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Nhâm Dần tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thi Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh kim bạch kim ngày Nhâm Dần tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi bính thân canh thân, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao kính tân, tốt đối với an táng, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao băng tiêu ngỏa hãm, xấu ngoại việc, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý bị hung tinh kiếp tài nhập mệnh nên có thể sẽ bị mất một khoản tiền nào đó. Vì thế, bạn cần thận trọng trong chuyện đầu tư làm ăn, cập nhật thông tin kịp thời chứ đừng mải mê nhìn theo lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Ngày này bạn cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác. Có thể bạn suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành nhưng phát ngôn không đúng lúc hoặc không đúng người thì vấn đề mới xảy ra. Điểm sáng trong ngày nằm ở phương diện tình cảm nhờ thủy sinh mộc. Trong ngày, những người còn độc thân có cơ hội gặp được một người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ dài lâu. Không khí gia đình đầm ấm nhờ sự sẻ chia và quan tâm giữa các thành viên với nhau. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, có nguy cơ mất tiền, thận trọng trong đầu tư. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, đừng mải mê chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua rủi ro. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, góp ý cũng nên đúng lúc, đúng người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình cảm thuận lợi, nhiều điểm sáng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 07, số 59, số 62. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới với sự xuất hiện của chính quan, người tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Có người được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình lên như diều gặp gió. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bạn bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường. Thổ mộc xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này khá bấp bênh trong ngày hôm nay. Rất nhiều uất ức dồn nén từ lâu sẽ khiến cả hai có một trận cãi nhau căng thẳng. Nhưng hãy nhớ kiểm soát những lời mình phát ngôn kẻo gây ra sự việc đáng tiếc nhé. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, gặp may mắn ở phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực bấy lâu nay được hồi đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chớ để tâm tới những lời gièm pha. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm khá bấp bênh. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 88, số 35, số 77. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, thực thần chiếu mệnh sẽ mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi trong ngày thứ 3 này. Bản mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Cũng trong ngày này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm tới sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nên có kế hoạch đầu tư hợp lý. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, có cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tạo ấn tượng nhờ cách tiếp cận công việc mới. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 68, số 05, số 70. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, người tuổi Mão gặp thương quan nên các mối quan hệ trong công việc không được suôn sẻ cho lắm. Không phủ nhận bạn là người có năng lực thế nhưng tính cách có phần kiêu ngạo, khó gần, dễ gây hiểu lầm trong quá trình tương tác với người khác. Con giáp này đạt được sự tín nhiệm của cấp trên nhưng lại dễ làm mếch lòng đồng nghiệp bởi những mặt tính cách trên. Điều này sẽ gây bất lợi cho Mão trong những hoạt động tập thể. Nếu không sớm sửa đổi, bạn có thể sẽ dần bị tách biệt so với đám đông.
Ngày này sức khỏe của Mão đang không ở trong trạng thái tốt nhất. Bạn có quá nhiều vấn đề phải lo lắng, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi. Bạn có thể tham gia các lớp yoga hoặc chạy bộ vừa sức để cải thiện tình hình sức khỏe. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ công việc không được suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dễ gây hiểu lầm trong quá trình tương tác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, được lòng cấp trên nhưng mất lòng đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, sức khỏe đang không ở trạng thái tốt nhất. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên rèn luyện thể dục để cải thiện sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 07, số 71. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Thiên quan xuất hiện trong vận trình, tác động lên tử vi hôm nay của người tuổi Thìn cho thấy bản mệnh sẽ có một ngày không mấy suôn sẻ. Công việc bận bịu lại thường có sự cố nửa chừng khiến bạn làm việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng như vậy, chuyện tình cảm tồn tại nhiều trục trặc lại khiến bạn càng căng thẳng đầu óc. Tình yêu đôi lứa ngày càng mất đi sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần bị thay bằng sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ. Tuổi Thìn nên tìm hiểu nguyên nhân gì đã khiến hai người ngày càng xa cách và nghĩ cách để hâm nóng tình cảm. Ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn nên đừng quá lo lắng Thìn nhé. Hãy khéo léo giải quyết, đừng để mọi việc thêm nghiêm trọng. Chỉ cần cố gắng giữ được sự bình tĩnh, bạn sẽ biết vấn đề nằm ở đâu và xử lý ổn thỏa. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc bận bịu hay có sự cố nửa chừng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, làm việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, căng thẳng đầu óc vì tình cảm nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình yêu ngày càng mất đi sự đồng điệu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên chấp nhận những khó khăn hiện tại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 90, số 21, số 33. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành, dần Tỵ tương hại, người tuổi Tỵ đối mặt với những mâu thuẫn khó có thể giải quyết. Chủ yếu là rắc rối liên quan đến chuyện công việc, bắt nguồn từ những lời nói thiếu chín chắn, bất cẩn của bản mệnh. Thậm chí có lúc con giáp này chỉ nói cho vui thôi cũng khiến xảy ra xung đột với người khác. Có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói quả thật nên áp dụng trong hoàn cảnh này của bạn. Nếu con giáp này chịu suy nghĩ một chút sẽ hạn chế phát ngôn những điều vô nghĩa. Bản mệnh nên xem xét lại bản thân để khắc phục những điều không hay này. May mắn có mộc sinh hỏa báo hiệu, vận trình tình cảm của những chú rắn đang khá khởi sắc khi những người độc thân có thể thành công khi tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tình cảm chân thành của bạn cuối cùng cũng chạm tới trái tim đối phương. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đối mặt với mâu thuẫn khó thể giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, lời nói bất cẩn, thiếu chín chắn gây xung đột. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên hạn chế phát ngôn những điều vô nghĩa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm đang khá khởi sắc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá,
đạt 5 sao. Con số may mắn, số 14, số 05, số 78. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Cục diện tam hợp xuất hiện trong vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ đem đến nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nguồn thu tăng lên, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tìm được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, cuộc sống vợ chồng viên mãn, hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 98, số 45, số 26. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Vận trình ngày mới, nhờ chính quan tương trợ, người tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực như cá gặp nước trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Bạn luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng. Có thể nói, đây là một năng lực đặc biệt của bạn bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng với cấp trên, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh và người ấy dễ xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là cách mà bản mệnh muốn duy trì trong mối quan hệ của mình. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, thoải mái phát huy năng lực như cá gặp nước. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tận dụng ưu điểm để gây ấn tượng với cấp trên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, dễ xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 90, số 09, số 14. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi gây trở ngại. Điềm báo mối quan hệ giữa con giáp tuổi Thân và một người nào đó sẽ trở nên căng thẳng hơn, sức nóng giữa bạn và người đó sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng kiểm soát điều này thông qua việc hành xử một cách bản lĩnh và điềm đạm.
Tỷ thiên xuất hiện cho thấy nếu một người nào đó đưa ra cho con giáp tuổi Thân những lời khuyên thì hãy lịch sự và lắng nghe. Đừng giữ thái độ cao ngạo, coi thường, nếu không sẽ có lúc bạn cảm thấy hối hận đấy. Tôn trọng là một trong những phẩm chất quan trọng trong đời sống. Kim Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh phải quan tâm sức khỏe của bản thân. Bạn không nên đuổi theo bất cứ ai cả, chỉ khi bạn yêu thương chính mình thì tự khắc người quan tâm và yêu thương bạn thật lòng sẽ xuất hiện. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không nên dễ dàng tin theo lời của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đánh giá của họ không quan trọng bằng việc tin tưởng bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy nghi ngờ mọi việc để bạn không vội vàng đánh giá. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hôm nay không cần giải thích quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 98, số 72, số 07. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, đỏ. Quý nhân phù trợ, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Trong ngày được chính ấn đồng hành, giúp cho công việc của người tuổi Dậu đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Con giáp này may mắn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Trong ngày này, quý nhân sẽ giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Nhìn chung ngày này Dậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến vị trí tốt hơn trong tương lai. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn giữ được sự ổn định. Tuy vì bận rộn nên con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia yêu thương nhưng vẫn cố gắng quan tâm để người ấy không cảm thấy tủi thân hay cô đơn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, quý nhân trợ giúp khắc phục vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, thêm phần tự tin, đưa ra quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có cơ hội thể hiện bản thân và dễ thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm không có nhiều biến động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 96, số 45, số 54. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, nhờ tam hợp đứng bóng, thời gian này, công việc của tuổi Tuất tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi khi bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những trọng trách to lớn cũng như được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngày này ngay cả việc kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc. Con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao. Lợi nhuận rủng rỉnh càng khiến bạn thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của bản thân. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng êm ấm. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đừng giận hờn vu vơ khiến cả hai mệt mỏi nhé. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi nhưng bạn cũng không quá sốt sắng. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vất vả hơn nhưng mọi thứ diễn ra thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, được cấp trên tin tưởng và giao trọng trách. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, việc kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm cũng vô cùng êm ấm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp,
đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 87, số 26, số 63. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 13 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Đón cát khí từ cục diện lục hợp mang lại, người tuổi Hợi tha hồ đón toàn niềm vui tới trong ngày hôm nay. Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình vào lúc không ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách càng mặn nồng và khăng khít hơn. Phương diện tài chính cũng khởi sắc, con giáp này nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương mở cửa hàng, tranh thủ may mắn đang có. Công việc cố định cũng đang rất suôn sẻ, thuận lợi hơn trước đó. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại, những điều trước đây cảm thấy khó khăn thì giờ không còn nữa, áp lực không còn đè nặng lên đôi vai bạn như trước. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, có thể tìm thấy tình yêu lúc không ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tình yêu trải qua sóng gió càng thêm mặn nồng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên tận dụng thời cơ để cầu tài. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 15, số 36, số 96. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.